Vâng, em xin chào các bác nhé. Em có cặp X7A em bán xả rẻ cho các bác đây. Hàng nó vừa về em cũng chưa có test teo gì đâu, nhưng mà thường bọn này về là chắc nó sẽ sống luôn nhá. Thôi em bán, nhưng mà thôi em bán nhanh luôn nhá, bán nhanh luôn. Về các bác tự test nhá. Tất cả mọi thứ còn nguyên này. Bụi bặm còn nguyên luôn này nhá. Nên cặp này thì em bán xả ở đây lý do nhá. Về góc cạnh các thứ thì loa gần như là ok luôn. Đấy. Đấy, gần như là ok luôn, chỉ có điều ở dưới đây là nó hơi bị ấy một tí này. Đấy, hơi sần lên một tí này. Và nhá. Với chiếc bên này đây thì đây, mặt trước đây. Đấy nhá. Mặt sau đây. Đây thì chỗ này đây nó hơi bị nói chung là có một tí cái hơi ẩm ấy, cái gì đấy nó vào đây nó hơi sần cái này lên. Tất nhiên thì là cái vỏ vẫn ok nhá, nó chỉ hơi sần một tí thôi. Đấy, vẫn dùng được bình thường nhá, X7A nhá. On X7A công suất là 70W trở kháng 5 ohm. Đấy. Đấy, góc cạnh các thứ còn ok, nếu bác nào về thì có thể là bào biết đi để cho nó đẹp nhá. Đấy. Đấy. X7A nhá. Cặp nó tên lửa. Đấy. Chép lom. Đấy, chép lom mắt mèo nhá. Chép lom tay mèo nhá. Đấy, các bác thấy không ạ? Đấy. Ê căng về còn đẹp. Tất nhiên là quá trình vận chuyển về thì có thể có một hai chân căng bị gãy nha, đây ví dụ như cái này thì hơi gãy một cái này. Đấy nhá. Đấy. Đấy, và kích thước của loa như sau này. Đấy, cặp loa này là kích thước của nó chiều ngang là 15.5 này. Chiều sâu là đi 23 cm này. Đấy, và chiều cao của nó là đi 26.5 cm đấy. Đường kính loa bát nó hết về bên ngoài là 13 nhá. Đấy. Loa bằng giấy gân cao su, loa bằng giấy gân cao su và nón tên lửa, 7A đây, X7A DX2A nhé, DX7A đấy. Thì cặp loa này thì là em bán xả nhanh luôn nhé, xả nhanh luôn là đi 800, đấy. Bác nào mua hệ sớm cho bên em có số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 nhé. Đấy, còn những con hàng đẹp của nó khoảng tầm 1,3-1,2 triệu đấy nhá. Đấy, con này tới 800 thôi. Đấy, bác nào mua thì liên hệ sớm cho bên em nhé. Đấy. Đấy, em bán xả luôn nhá, 800.000. Đấy, hàng vừa về luôn nhưng mà nó vỏ ngoài hơi xấu thì em bán luôn, thành lý luôn 800 nhá. Bác nào mua liên hệ sớm cho bên em nhé. Đấy. Con này em bán tung một các bác về các bác tự test loa nhá. Nhưng mà chắc là các cái loa này thì nó ít khi nó chết á. Nhưng mà cái loa này thường nó sẽ là sống thôi. Em test 10 con thì gần như là cả 10 con đều chạy nhá. Nếu mà tỷ lệ hỏng của nó thì ví dụ như 100 đôi thì chỉ chắc khoảng 1-2 đôi chẳng may dính thôi. Còn đâu mà tất cả hầu như sẽ đều chạy. Đấy, nhá. Nhá. Đấy. Ok nhá, em xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.